4 bước để thoát khỏi cái tình trạng hiện tại. Rất nhiều, đa số hầu hết các anh chị ngoài kia cũng đang lay hoay, đang gặp phải nhiều cái thử thách về tài chính trong cuộc sống hiện tại. Có thể là chưa dương, có thể là đầu tư không an toàn, có thể là kinh doanh bởi chịu sự ảnh hưởng của thị trường nên kinh doanh cũng chưa phát triển. Và Lý trước đây cũng thế, Lý cũng rất là lay hoay, Lý cũng chưa có ok về mặt tài chính. Và Lý cũng tự đặt câu hỏi tìm kiếm giải pháp cho chính mình. Thì giờ đây Lý cũng đã gặp được cái bộ bí kíp, một cái bộ bí kíp giúp cho Lý thoát khỏi cái tình trạng đó. Và cuộc sống của Lý đang tốt lên mỗi ngày về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ. Và Lý tin chắc nếu như các bạn xem xong cái video này thì bạn cũng có thể bứt phá vượt bậc như Lý. Và bây giờ Lý xin chia sẻ cho bạn các bước mà Lý đã làm. Xem xong và các bạn thấy cái video này phù hợp với chính bản thân mình thì hãy cùng nhau áp dụng để có một cuộc sống tốt hơn nhé. Lý nhận ra trước đây Lý cũng chỉ biết đi làm, Lý không hề biết nâng cấp cái tư duy của mình. Nhưng giờ đây Lý biết là phải nâng cấp cái tư duy, trí tuệ, tầm nhìn của mình thì tiền sẽ tự theo đuổi mình. Vì tư duy tăng lên thì tiền tăng lên, và tư duy tới đâu thì tiền tới đó. Thì Lý bước 1, Lý đã tự đặt câu hỏi cho chính mình là hiện tại tôi đang gặp phải vấn đề gì. Bước thứ 2 là lý do tại sao tôi bị như thế này. Bước 3, điều gì mong muốn, điều mình mong muốn là gì. Và Lý đã ra quyết định cuộc sống của mình như mong muốn. Lý đã viết xuống công thức, làm bài tuyên bố, làm bài thôi miên. Nếu như các anh chị nào chưa biết làm cái bài thôi miên, cái bài tuyên bố thì hãy nhắn cho Lý sẽ gửi tặng cho. Khi Lý làm được như thế thì sau đó Lý nâng cấp bằng cách là tham gia vào cái môi trường học tập, đọc sách và phát triển. Thì sau một thời gian ngắn, cuộc sống của Lý đã vượt lên về tất cả mọi mặt trong cuộc sống. Và Lý tin chắc rằng nếu như anh chị nào cũng có cái tình trạng hiện tại như Lý thì hãy ngồi lại với chính mình, đặt ra cái câu hỏi cho chính mình, đưa ra cho mình một cái giải pháp. Nếu như các anh chị nào mà chưa biết ghi xuống những điều mình mong muốn, hay là cách làm bài tuyên bố, hay là bài thôi miên cho những cái ước mơ, cho những cái mong muốn, thì Lý thấy nó rất là kỳ diệu. Nếu như bạn chưa có thì hãy nhắn cho Lý sẽ tặng cho bạn trọn bộ công thức này. Cảm ơn. Nếu bạn thấy hữu ích hãy like và subscribe kênh nhé.